Viên đá này nằm trong bộ sưu tập đá quý của ông Đào Minh Trí, 51 tuổi, trú tại đường Lê Đại hành, thành phố Pleiku. Theo quan sát, thì vật này có hình thù giống như một khối đá hổ phách, nặng khoảng 1,2 kg. Bên ngoài phủ một lớp phấn màu trắng và một số đá tạp nhỏ bám ở xung quanh. Bên trong viên đá có màu vàng cam, kết cấu đặc. Đặc biệt khi để ở khoảng cách gần thì có thể dễ dàng ngửi được hương thơm giống như là mùi trầm hương khi sử dụng đèn chiếu vào bên trong khối đá thấy có hiện tượng phát sáng. Theo chủ sở hữu thì viên đá trên được anh mua lại từ một người bạn sống ở ven biển tỉnh Bình Định cách đây gần 10 năm. Phải đến gần đây thì một người bạn chuyên về đá quý cho anh Trí biết là viên đá có thể là Long Diên Hương và trả anh với giá là 1,5 tỷ đồng để mua lại nhưng anh vẫn chưa bán. Theo nhiều chuyên gia thì để xác định được có phải là long diên hương hay không thì cần phải xem trực tiếp và nếu cần thiết thì phải mang đi kiểm nghiệm. Long diên hương là một phần trong quá trình tiêu hóa của cá nhà tán, có tác dụng trong y học và trong công nghiệp làm nước hoa thượng hạng, có giá trị hàng chục tỷ đồng trên một kg.